Hôm nay hướng dẫn cho các bạn cái phần dịch tiếng Trung trên máy này. Trước hết là chúng ta bật máy nên chúng ta mở máy ra. Thường thường là cái phần mềm này nó ứng dụng với lại cái phần Android 6.0 đến 3.0. Tức là từ 3.0 trở lên. Thế thì đầu tiên chúng ta vào CH Play này. Vào cái CH Play này. Chúng ta mở lên này. Bây giờ chúng ta vào cái phần CH Play này. Bấm vào CH Play này. Đấy, nó ra cái giao diện của CH Play. Đi Chúng làm ta đồ gặp tao đấy à? Đi làm đồ gặp tao Bây đấy giờ à? chúng ta vào cái chúng ta đánh vào cái translator hoặc là cái phần dịch tiếng Trung này. Trên Translate. Trên Translator này. làm ngay cái chủ à? Dạ. Thì làm ngay cái Đây các bạn vào cái phần ngôn ngữ này. Ngôn ngữ là có hình quả cầu này nha. Vào hình ngôn ngữ này, cái phần miễn phí này. Chúng ta bấm vào đây này. Chúng ta tải về này, cài đặt này. Tiếp tục này. Nó bảo là ghi vào thẻ ghi lợi hay thanh toán gì thì chúng ta bỏ qua nhá, không không vào nữa. Chúng ta tiếp tục bỏ qua này. Đấy, sau đó chúng ta tải nó về. Cái phần mềm này nó nhẹ thôi, nó chỉ có khoảng độ 4,51 MB. Đây là một cái phần đây là cái phần mềm này của nước ngoài cho nên là nó rất là mạnh, nhưng khi nó có rất nhiều các cái tiếng tiếng Anh, Trung, Pháp, Đức, Nhật, Mỹ đều có cả. Mà cái ngôn ngữ cũng như là cái nguồn của nó thì bao giờ nó lấy từ trên Google sang. Cho nên nếu mà anh em nào mà sử dụng cái máy tính thì các cái nguồn của cái này nó y như nhau, của cái phần mềm này y như nhau. Khi mà cái phần mềm mà đã tải về xong rồi thì chúng ta mở này, để chúng ta thử. Cho phép người phiên dịch, chúng ta phải bật cái cho phép cái người phiên dịch, tức là cái phần mềm này nó được truy cập vào trong máy của chúng ta, là chúng ta bấm vào thì cho phép này. Đấy. Như thế này nha, thì là chúng ta có thể là nhìn thấy cái giao diện của cái phần mềm dịch ngoại ngữ. Bây giờ chúng ta muốn dịch từng tiếng Trung sang tiếng Việt thì chúng ta phải bấm vào cái phần dưới này, chúng ta tìm cái phần tiếng Trung. Ví dụ tiếng Trung của chúng ta là chúng ta có hai loại tiếng Trung, một là tiếng Trung phồn thể và tiếng Trung giản thể. Nếu ai sử dụng tiếng Trung phồn thể được thì dùng, mà dùng tiếng Trung giản thể được thì dùng. Thường thường cái tiếng Trung giản thể thì nhiều người người ta sử dụng hơn. Đây, như tôi thì tôi dùng tiếng Trung phồn thể, tức là của Đài Loan và Hồng Kông. Tốt nhất là chúng ta dùng cái tiếng Trung này. Đấy, ví dụ như chúng ta sử dụng nha. Vậy chúng ta đánh là thứ sáu vào đây chẳng hạn, hay thứ bảy, hay là ví dụ bạn có khỏe không này, bạn này. Có này, khỏe này, không này, bạn có khỏe không, thì nó sẽ ra ngay đấy. Chúng ta nhìn bên dưới này, nó ra ngay chữ ní hảo ma, có nghĩa là bạn có khỏe không. Nếu mà chúng ta không đánh được được cái tiếng chữ này mà chúng ta muốn đọc nhanh chẳng hạn, thì Mình có thể mình đọc. chúng ta có thể đọc, thì chúng ta vào cái phần có cái micro này nhá. Có micro này. Ví dụ bạn có thể nói là bạn có khỏe không? Thì nó cũng sẽ ra. Ví dụ chúng ta bấm vào đây nhé. Chúng ta đọc này. Xin chào.
Đấy thì nó ra cái chữ xin chào này. Ở bên dưới nó sẽ chữ thành chữ Lý Hảo này. Nếu mà chúng ta dịch cho tiếng Anh cũng thế thôi. Tiếng Anh thì chúng ta cũng bấm vào đây và chúng ta tìm cái chữ tiếng Anh nhá. Tiếng Việt cũng vậy. Thế thì còn nếu mà chúng ta muốn nghe nó phát âm như thế nào thì chúng ta bấm vào hình cái loa này nhá. Đây. Đây. Chúng ta cho cái nguồn nó to lên này, chúng ta nghe này. Nếu mà chúng ta muốn nghe này. Bây giờ bạn, ví dụ bạn nói là đây là cái gì chẳng hạn nhá. Chúng ta bấm vào đây chúng ta đọc này. Đây là cái gì? Đấy thì nó sẽ ra bên dưới này. Chưa sư sở mơ. Nếu mà ai nhìn được chữ này hoặc nhìn được phiên âm này chúng ta có thể đọc được chưa sư sở mơ. Nếu mà không biết nó là cái phiên âm gì thì chúng ta không, chúng ta phải bấm vào cái chữ này. Đấy, chúng ta ví dụ chúng ta tiếng Anh chẳng hạn nhá, thì chúng ta có thể bấm chúng ta tìm tiếng Anh này, tiếng Anh hoặc tiếng bất kể tiếng gì chẳng hạn thì chúng ta cũng thể tìm vào đây. Chúng ta làm y như thế nha. Rồi, video của chúng ta đến đây là hết. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn. Hãy like và đăng ký C để được xem các video clip tiếp theo.